Những trụ bê tông, ống cống lớn mà người trưởng thành có thể chui qua nằm ngay dưới lòng đường. Thậm chí giữa đường là những chồng phế thải chất cao mà có lẽ đã được xếp lên để cảnh báo người đi lại. Bởi vì là miệng cống không còn nắp. Còn những miệng cống còn nắp thì lại trồi lên trên mặt đường từ 5 đến 7 cm. Đây là thực tế một quãng đường chỉ khoảng 1 km từ đường Dương Đình Nghệ sang Tôn Thất Thuyết tại Hà Nội. Theo người dân phản ánh, đoạn đường thi công từ lâu nhưng chưa hoàn thiện đồng bộ, gây khó khăn và nguy hiểm cho các phương tiện di chuyển qua đây. Được biết đây là khu vực có nhiều tòa nhà văn phòng nên lượng người qua lại đông đúc. Người dân di chuyển trên đoạn đường này phải luồn lách, vượt chướng ngại vật, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đặc biệt là vào buổi tối, dễ xảy ra va quệt, ngã xe. Không chỉ vậy, hai bên vỉa hè của con đường này còn chất đầy rác thải và phế liệu xây dựng mà theo người dân phản ánh là số lượng ngày càng nhiều. Và cứ thế, rác, phế liệu ngay trên vỉa hè và tràn xuống lòng đường, gây mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị.